Chào các bạn, thiên nhiên đã ban tặng cho ta một hạt gạo có lớp vỏ rất giàu dưỡng chất, đó chính là hạt gạo lứt, một loại gạo còn nguyên lớp vỏ cám bên ngoài. Vậy mà, con người tưởng mình khôn ngoan, đã lột bỏ đi lớp vỏ gạo này, chà xát trắng cho ngon cái miệng để tự hại mình và làm tăng thêm bệnh tật, trong đó điển hình là bệnh tiểu đường. Tác dụng của gạo lứt có lợi gì cho sức khỏe? Đây là một trong những loại thực phẩm hàng đầu, không chỉ mang lại giá trị về dinh dưỡng mà còn giúp phòng ngừa và điều trị rất nhiều chứng bệnh nguy hiểm. Mặc dù gạo trắng dễ ăn hơn gạo lứt, song gạo lứt vẫn là sự lựa chọn hàng đầu về mặt dinh dưỡng và lợi ích về sức khỏe dành cho bạn. Gạo lứt tốt hơn cho bạn so với gạo trắng, hầu hết chúng ta đều biết điều đó, nhưng đa số người tiêu dùng thường chọn gạo trắng hơn gạo lứt vì sự khác biệt bên ngoài và vì gạo trắng dễ ăn và cảm giác ngon hơn gạo lứt. Nhưng có thể đó chỉ là thói quen, và thói quen này đã làm bạn bỏ qua một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng. Hơn nữa, gạo lứt có nhiều loại, trong đó có loại gạo lứt trắng, có vỏ mềm và mỏng hơn so với gạo lứt đỏ. Nếu biết cách nấu, gạo lứt hoàn toàn dễ ăn, thậm chí còn ngon hơn so với ăn gạo trắng. Sau đây là một số so sánh giữa gạo lứt và gạo trắng. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí American Journal cho biết, những hạt gạo lứt là sự lựa chọn hàng đầu cả về lợi ích sức khỏe và cả dinh dưỡng. Vỏ gạo lứt có nhiều vitamin B1, có vai trò quan trọng trong sự chuyển hóa của cơ thể. Sự thiếu hụt lớn chất này sẽ gây nên bệnh tê phù. Gạo lứt có lượng vitamin B1 gấp 10 lần so với gạo sát trắng. Gạo lứt có lượng vitamin B6 gấp 15 lần so với gạo sát trắng. Hàm lượng vitamin K gấp 10 lần so với gạo sát trắng. Gạo lứt còn có lượng kali, canxi, natri, phosphor, magie gấp 2-4 lần so với gạo sát trắng. Sau đây là giá trị dinh dưỡng trong 100g gạo lứt. Năng lượng 110 kcal, lipid 0,9g, cholesterol 0mg, natri 5mg, kali 43mg, carbon hydrat 23g, chất xơ 1,8g, đường 0,4g, protein 2,6g, canxi 10mg, sắt 0,4mg, magie 43mg, vitamin B6 0,1mg và còn rất nhiều các loại chất dinh dưỡng quan trọng khác. Trong hạt gạo lứt có chứa nhiều chất xơ ít hòa tan, các nhà khoa học đã nghiên cứu cho rằng chất xơ ít hòa tan không những làm cho tốc độ di chuyển thức ăn trong ruột tăng rất nhanh, mà còn làm giảm đi sự tiết mật của gan, làm tăng insulin và làm giảm mỡ máu và bệnh xơ vữa động mạch. Gạo trắng đã trải qua quá trình tinh chế, gạo lứt không giống như gạo trắng, vẫn còn nguyên lớp vỏ cám bên ngoài, do đó cung cấp hoàn toàn sự trọn vẹn tự nhiên với hạt ngũ cốc rất giàu protein, thiamin, canxi, magie, chất xơ và kali. Đối với những người đang cố gắng để giảm cân hoặc những người mắc bệnh đái tháo đường, gạo lứt có thể chứng minh đây là loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe do có chỉ số đường huyết thấp và ít gây đề kháng insulin. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của gạo lứt đối với sức khỏe. 1. Gạo lứt giàu selenium. Gạo lứt rất giàu selen, làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh phổ biến như ung thư, bệnh tim và viêm khớp. 2. Hàm lượng mangan cao trong gạo lứt. Một chén gạo lứt cung cấp 80% nhu cầu mangan hàng ngày. Mangan giúp tổng hợp các chất béo cơ thể. Mangan cũng có lợi cho hệ thống thần kinh và sinh sản của chúng ta. 3. Gạo lứt giàu, giàu tự nhiên. Dầu tự nhiên có lợi cho cơ thể như các chất béo lành mạnh giúp bình thường hóa nồng độ cholesterol. 4. Gạo lứt giúp giảm cân. Các hàm lượng chất xơ của gạo lứt giúp chức năng ruột hoạt động tốt hơn vì nó làm cho tiêu hóa dễ dàng hơn. Gạo lứt là sự bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn uống hàng ngày cho những người tìm kiếm hoạt động đều đặn của ruột.
5. Gạo lứt nguyên hạt giảm cholesterol máu. Do không bị mất tính trọn vẹn của hạt gạo thông qua quá trình tinh chế, gạo lứt nguyên hạt được chứng minh là giảm sự tích tụ các mảng báng, động mạch và giảm nguy cơ bệnh tim và cholesterol máu cao. 6. Gạo lứt giàu chất chống oxy hóa. Đây là một trong những bí mật được giữ kín nhất về gạo lứt. Thường kết hợp các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa với quả việt quất, dâu tây và các loại trái cây khác và các loại rau, khả năng chống oxy hóa của hạt gạo lứt phải xếp vào hạng siêu sao. 7. Gạo lứt giàu chất xơ. Gạo lứt có nhiều chất xơ và được xếp vào top đầu của danh sách các loại thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng. Điều này có thể do mức độ cao của chất xơ tự nhiên có trong gạo lứt. Những sợi xơ này gắn liền với các chất gây ung thư cũng như các chất độc hại trong cơ thể, rồi loại bỏ chúng và không cho chúng bám vào vách ruột. 8. Gạo lứt giải phóng đường chậm. Gạo lứt giúp ổn định lượng đường trong máu, do đó nó là một sự lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ một nửa chén gạo lứt hàng ngày làm giảm nguy cơ bệnh đái tháo đường khoảng 60%. Mặt khác, những người tiêu thụ gạo trắng thường xuyên làm tăng cơ hội phát triển bệnh đái tháo đường lên 100 lần. 9. Gạo lứt là thức ăn hoàn hảo cho trẻ. Gạo lứt là thực phẩm đầu tiên hoàn hảo cho các em bé do phụ thuộc vào dinh dưỡng phong phú tự nhiên và chất xơ mà nó chứa. Đây là một lựa chọn tốt hơn nhiều so với các sản phẩm ngũ cốc gạo trắng tinh chế. Gạo lứt giúp phát triển trẻ sơ sinh nhanh chóng và trẻ mới biết đi, đòi hỏi chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng giúp duy trì chu kỳ tăng trưởng nhanh chóng. 10. Giúp xương thêm chắc khỏe. Gạo lứt giúp xương thêm chắc khỏe và phòng chống được nguy cơ loãng xương do nó có chứa một lượng canxi phong phú. Ngoài ra, các chất vitamin K và IP6 sẽ giúp quá trình vận chuyển canxi cho xương tốt hơn. 11. Phòng ngừa chứng mất ngủ. Gạo lứt được cho là có khả năng điều trị chứng mất ngủ hiệu quả do nó cung cấp lượng melatonin và saponin giúp thư giãn hệ thần kinh, an thần và kích thích cơn buồn ngủ xuất hiện. 12. Giúp hỗ trợ điều trị chứng trầm cảm. Ngoài melatonin giúp thư giãn hệ thần kinh, gạo lứt còn có một số axit amin quan trọng như glutamine và glycerin có khả năng làm giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện tâm trạng tốt hơn, từ đó giúp điều trị chứng trầm cảm một cách hiệu quả. 13. Tăng cường thị lực. Các axit béo như omega 3, axit folic và lutein trong gạo lứt có khả năng cải thiện thị lực của mắt, ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng, thoái hóa giác mạc và đục thủy tinh thể thường gặp. 14. Ngăn ngừa bệnh sỏi thận. Gạo lứt có tác dụng ngăn ngừa sự hình thành oxalat trong cơ thể, là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sỏi thận ở con người. Ngoài ra, các vitamin, các khoáng chất chống oxy hóa và magie cao trong gạo lứt sẽ trung hòa nồng độ axit uric trong máu, cũng là tác nhân gây ra bệnh sỏi thận và bệnh gút ở con người. 15. Hỗ trợ quá trình giải độc trong cơ thể. Gạo lứt có chứa thành phần axit alpha lipoic có khả năng giải độc tố trong cơ thể, nhất là độc tố liên quan tới các kim loại nặng tích tụ trong gan, thận và nội tạng ở con người. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa mạnh của gạo lứt sẽ giúp quá trình giải độc tiêu diệt tế bào gây hại tốt hơn. 16. Tăng cường chức năng của gan. Các loại vitamin nhóm B và một số hợp chất có khả năng tái tạo các tế bào gan bị tổn thương, ngăn ngừa nguy cơ vi khuẩn bên ngoài tấn công gan. Đồng thời, các chất chống oxy hóa khác trong gạo lứt sẽ giúp giải độc tố cho gan tốt hơn. 17. Phòng ngừa các bệnh ung thư nguy hiểm. Các bệnh ung thư xuất phát điểm đều từ sự sinh sôi của các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Các chất chống oxy hóa cao trong gạo lứt sẽ là khắc tinh của mầm mống căn bệnh ung thư. Cách sử dụng gạo lứt. 1. Để nấu cơm. Cách nấu: không cần ngâm qua gạo lứt, nhưng nếu bạn ngâm được trong khoảng thời gian 22 tiếng sẽ tốt nhất, nhất là đối với người đang trị bệnh. Chế nước vào gạo theo tỷ lệ 1:1,5, nghĩa là cứ 1 lon gạo lứt sẽ chế 1,5 lon nước, cho thêm vài hạt muối.
Có thể dùng nồi hấp cách thủy để nấu hoặc nồi gang, nồi áp suất sẽ cho ra cơm lứt ngon hơn. Thêm một bí quyết để cơm lứt ngon và mềm là sau khi cơm chín, bạn cứ để cơm lứt trong nồi và để ở chế độ giữ ấm thật lâu. Ví dụ, nếu trưa bạn ăn thì bạn sẽ cắm cơm vào buổi sáng, như vậy cơm sẽ rất mềm và ngon. Để hấp thu được hết các chất dinh dưỡng từ gạo lứt, các bạn cần chú ý khi ăn cơm lứt, cần phải nhai kỹ, đến khi cơm thật nhuyễn mới nuốt. Tốt nhất là nhai cơm riêng, thức ăn riêng. Cứ mỗi miếng cơm nhai và nuốt xong ta sẽ ăn thức ăn sau đó. Không nên nhai cơm lẫn thức ăn, sẽ làm miếng cơm mất đi vị ngọt và không được nhai kỹ, có thể dẫn đến khó tiêu và làm mất đi nhiều dưỡng chất được hình thành trong quá trình nhai kỹ. Gạo lứt có thể được nấu chung với đậu đỏ, đậu gà, đậu lăng hoặc hạt kê, hạt sen sẽ vừa làm tăng thêm hương vị và dưỡng chất cho nồi cơm của bạn. 2. Gạo lứt dùng để nấu cháo. Bạn rang sơ qua gạo lứt, rang cùng với một ít dầu mè hoặc rang không gạo lứt cho đến khi hạt gạo có màu sẫm và có mùi thơm, chế nước vừa phải rồi bỏ thêm ít muối hột, đặt chế độ nấu cháo khoảng 3 giờ, nếu để được qua đêm cháo sẽ càng nhừ và ngon. Cháo gạo lứt có thể kết hợp với những loại khác như nấu cùng hạt đậu đỏ nhỏ hạt, hạt sen, yến mạch, bí đỏ, vân vân. Ngoài ra còn có món kem gạo lứt là nước cốt cháo gạo lứt xay nhuyễn, lọc bớt bã, còn lại kem lứt. Món này dễ ăn cho người yếu răng, suy nhược cơ thể và khó nhai nuốt. Những lưu ý khi sử dụng gạo lứt. Bạn nên chọn gạo lứt sạch, không bị nhiễm thuốc trừ sâu. Tốt nhất nên mua ở những cơ sở có đảm bảo chất lượng sản phẩm, các loại gạo lứt hữu cơ tại các cửa hàng thực phẩm sạch. Gạo lứt nếu không được bảo quản tốt thì cũng dễ bị nấm mốc giống như nhiều loại ngũ cốc khác. Nấm mốc có thể gây ra hàng loạt các biến đổi hóa học trong gạo, khiến gạo bị biến chất và gây hại nếu ăn phải. Khi mua, bạn nên kiểm tra kỹ xem có dấu hiệu gạo bị mốc hay đã để quá hạn hay không. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.